nuôi hươu không chỉ mở ra hướng thoát nghèo cho người dân mà còn trở thành hướng làm giàu mới. Nhiều hộ nuôi hươu từ chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ đã phát triển thành những mô hình trang trại quy mô lớn. Trong video này, nonglam.net sẽ chia sẻ cho bà con quy trình kỹ thuật chăn nuôi hươu lấy nhung. Thứ nhất, chuồng trại nuôi hươu. Việc xây dựng chuồng trại phải đạt được các mục đích sau đây: có độ bền vững, chắc chắn để hươu không chui ra khỏi chuồng trại, phải phù hợp với đặc tính sinh lý của hươu, phải tiết kiệm, không cầu kỳ mà vẫn đảm bảo phù hợp các yêu cầu về khí hậu và vật nuôi. Xây dựng chuồng trại phải quan tâm từ vị trí, nền, mặt bằng, diện tích, vật liệu xây dựng, hướng chuồng, không nên bỏ qua một chi tiết nào. Vị trí nuôi hươu. Mặc dù đã được con người nuôi dưỡng từ lâu, nhưng hươu sao vẫn rất ít quen người. Trong đó, hệ thần kinh vẫn còn nguyên vẹn các phản xạ tự nhiên của con vật hoang dại, luôn chạy trốn trước những biến động đột ngột. Vì thế, vị trí chuồng trại phải đảm bảo các yếu tố sau đây. Chuồng nuôi phải cách nhà ở một khoảng cách hợp lý, tránh ô nhiễm tiếng ồn. Phải đảm bảo kín về mùa đông, mát về mùa hè, không nằm ở ngay nút giao lưu qua lại của người và các động vật khác thường gây ra tiếng động, mùi hôi. Phải cao ráo, không có các loại cây thường xuyên rụng lá, rụng cành cây gây tiếng động tự nhiên. Nếu đã có cây cối thì phải chặt ngay. Cần phải tạo ra một khoảng cách hữu ích giữa chỗ đi lại của con người, gia súc và chuồng để không làm cho vật sợ hãi khi có người hoặc vật nuôi xuất hiện. Tóm lại, tùy vào sự bố trí vườn nhà cụ thể mà mỗi gia đình có thể chọn cho mình một vị trí thích hợp theo kinh nghiệm mà vừa kín vừa hở như nói trên. Hướng chuồng nuôi hươu. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, gió mùa nên ta chọn hướng chuồng chính là hướng Nam hoặc Đông Nam để mát về mùa hè và ấm về mùa đông, và ánh sáng được điều hòa suốt ngày, không gây ra chênh lệch cường độ ánh sáng lớn. Nên chuồng nuôi hươu phải có độ dốc để thoát nước bẩn, phải cao hơn vùng đất xung quanh. Nền đất nền, đây là loại nền thông dụng, có ưu điểm và chi phí ít, nhưng trong một số trường hợp, hươu có thể đào bới gây ra sự lồi lõm, tích nước tiểu, phân, làm ô nhiễm chuồng. Khi chưa có điều kiện làm nền gạch, nền đất nện chặt vẫn là loại nền thích hợp. Nền gạch, đây là loại nền tốt nhất. Việc đi lại sinh hoạt của hươu rất dễ dàng, không gây tích nước, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Trong điều kiện thiếu khoáng thì nền gạch cũng có thể bổ sung một phần con vật liếm gạch để tăng khoáng cho cơ thể. Cách làm: dùng gạch đất nung quá lửa hay gạch làm tốt xây nằm hay xây nghiêng với vữa xi măng, có miết mạch cẩn thận. Nền xi măng, trước đây có nhiều người nghĩ rằng đây là loại nền tốt nhất, nhưng trong thực tế nền xi măng có nhược điểm lớn: lạnh về mùa đông, ẩm ướt về mùa hè. Trong thi công làm nền bóng mặt nên dễ dọn chuồng thì thường làm cho hươu bị trượt, chật ngã. Hướng phát triển làm nền xi măng không nhẵn mặt, trong trường hợp có điều kiện thì làm thành từng tấm bê tông ghép lại, tạo điều kiện chống ẩm tốt hơn. Nền gỗ, ở những nơi có điều kiện thì có thể làm nền bằng gỗ với loại gỗ dai, không thấm nước, bằng cách ghép các tấm gỗ lại với nhau. Nền đất phía dưới cần được nện kỹ, chống chuột làm tổ. Diện tích chuồng hươu. Với hươu đực ít nhất cũng phải 6m² trên con, theo kích thước 3m x 2m hay 2,5 x 2,5m. Và có điều kiện thì nên làm chuồng rộng hơn. Những con đực đã được lựa chọn làm đực giống để phối cho các con cái của nhiều gia đình thì chuồng phải đủ rộng để chúng giao phối trong chuồng tốt. Với hươu cái, khoảng 5-6m² trên con là vừa, ít nhất phải được 4m² trên con. Vật liệu xây dựng chuồng nuôi. Gỗ là vật liệu chủ yếu trong xây dựng chuồng nuôi trại nuôi hươu. Ngoài việc dùng để làm các ô chuồng, cột và gióng, các kết cấu còn lại như cột, xà đều làm bằng gỗ là tốt nhất. Liên kết giữa gióng và cột tốt nhất là đục lỗ hoặc dùng đinh. Sự liên kết giữa cột và gióng phải thật chắc chắn. Cột và gióng nên bào trơn, mặt trong chuồng cần được vát cạnh để đề phòng xây sát cho hươu. Chuồng nên làm cao 2m và chia làm hai phần, 1m phía dưới, gióng sẽ đóng dày khoảng 50-60mm đề phòng hươu chui ra, nhất là hươu mới sinh, 1m phía trên đóng thưa hơn, khoảng 100mm, tất cả các gióng trên đóng ngang. Cửa chuồng cũng không nên làm gióng dọc,
khi làm cần chú ý. Gióng dưới cùng chuồng được thay bằng một thanh rằng to hơn gióng, gọi là thanh đà. Khoảng cách từ mặt đến mép dưới thanh rằng không vượt quá 50mm, nhằm không cho hươu thò chân ra ngoài khi nằm và hươu không chui ra khỏi chuồng. Phần đỡ mái có thể làm bằng gỗ hoặc tre, tấm lợp có thể dùng ngói các loại tôn fibro xi măng, lưới thép. Trong điều kiện có kinh tế thì nên làm chuồng bằng thép B40. Đây là loại chuồng thật sự an toàn. Cách làm là vẫn dùng cột gỗ chung quanh bọc bằng lưới thép. Dùng thép làm hàng rào cũng rất an toàn và tiện lợi. Dinh dưỡng và thức ăn. Các loại thức ăn cho hươu sao. Để có thể thu hoạch được những cặp nhung to, nặng, hàm lượng dinh dưỡng chất cao, đáp ứng nhu cầu của người dùng, thì thức ăn cung cấp cho hươu phải đảm bảo dinh dưỡng, đồng thời phải phù hợp với khẩu vị của hươu sao. Có hai loại thức ăn như thức ăn xanh và thức ăn tinh. Nên cho hươu ăn nhiều thức ăn xanh vì phù hợp với tập tính của hươu trong tự nhiên. Nguồn thức ăn xanh của hươu gồm các loại cỏ, lá mía, lá cây cỏ mủ, cà rốt, lá ổi, lá mít, bèo. Với thức ăn xanh, cần phải rửa sạch và để ráo nước, tránh cho hươu ăn phải thức ăn quá ướt hoặc nhiễm bẩn. Thức ăn tinh sẽ gồm cám gạo, bột ngô, bột sắn. Không dùng cám tăng trọng, chất kích thích nuôi hươu nếu muốn giá trị nhung được nâng cao. Ngoài ra thì có thể bổ sung thêm vitamin A, D, E, khoảng 20 gram muối trên ngày để hươu sao có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Có thể hòa muối vào nước cho hươu uống hoặc vẩy vào lá, cỏ hay rắc ở thềm. Khẩu phần ăn của hươu sao. Đối với nuôi hươu thì cần chú ý rằng theo tập tính của chúng, ban ngày thì cho ăn ít và ban đêm thì cho hươu ăn nhiều hơn. Vào ban ngày nên cho ăn khoảng 30-35% tổng thức ăn. Phần còn lại là cho hươu ăn vào buổi chiều muộn và tối. Thường xuyên thay đổi các loại thức ăn xen kẽ nhau để tránh hươu chán ăn, cũng như đảm bảo nhung hươu sinh trưởng tốt hơn. Với thức ăn tinh, chỉ cho hươu ăn vào lúc 13-14 giờ chiều, tránh sử dụng các giờ khác vì sẽ ảnh hưởng đến lượng thức ăn xanh rất quan trọng đối với hươu. Đối với thức ăn xanh, khẩu phần mỗi ngày dành cho hươu sẽ như sau. Trong thời gian cai sữa, hươu còn cần khoảng 8kg thức ăn xanh mỗi ngày. Hươu 5-7 tháng tuổi cần 12kg. Hươu từ 8 tháng đến 1 năm cần 15kg. Hươu từ 2 năm trở lên sẽ cần từ 18-22kg. Còn với thức ăn tinh thì lượng khẩu phần mỗi ngày của hươu sẽ là hươu cai sữa 300g mỗi ngày. Hươu 5-7 tháng tuổi, hươu hậu bị cần 400g. Hươu 8-12 tháng cần 500g. Hươu 2 năm tuổi thì cần 600g mỗi ngày. Lưu ý rằng, nuôi hươu lấy nhung thì khi hươu được bắt đầu mọc nhung cần có chế độ dinh dưỡng cao hơn để nhung hươu đạt trọng lượng và có giá trị cao. Hươu đòi hỏi thức ăn phải sạch sẽ hơn trâu bò, nên làm cũi hay máng ăn cho hươu. Đối với những hươu nuôi nhốt riêng, nên làm kẹp lá, vừa bảo quản hươu ăn sạch sẽ, vừa thuận tiện khi quét dọn. Hươu ăn nhiều về ban đêm, nói chung mỗi lần hươu ăn ít nhưng ăn nhiều lần. Do đặc điểm đó, cần thực hiện biện pháp cho ăn ít, riêng cho ăn, vừa tạo điều kiện cho hươu ăn ngon miệng, ăn no, vừa sử dụng thức ăn được hợp lý, tránh lãng phí. Tối thiểu mỗi ngày cũng cho hươu ăn 3 bữa, sáng 8-9 giờ, chiều 16-17 giờ, tối 21-22 giờ. Chăm sóc hươu đực khi có nhung. Hiện nay, mục đích chính của nghề nuôi hươu là thu hoạch nhung. Muốn có được một cặp nhung to, mập, chất lượng tốt thì phải có biện pháp chăm sóc và bồi dưỡng hươu đực. Nên bồi dưỡng cho hươu đực khoảng 1-2 tháng trước khi nhung bắt đầu nhú, tức là từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Bồi dưỡng vào giai đoạn này có tác dụng nhiều hơn so với bồi dưỡng khi nhung đã xuất hiện rồi. Ta phải cung cấp cho hươu nhiều loại thức ăn, cây cỏ. Không nên cho hươu ăn thường xuyên 1-2 loại hạt lá cỏ. Sau khi cắt nhung, hươu bị mất máu, tình hình hoảng hốt, sợ hãi, cần để cho hươu nghỉ ngơi, yên tĩnh. Hàng ngày nấu cháo, có bỏ muối để hươu ăn, nhanh chóng hồi sức. Chỗ vết cắt, cần phải cầm máu ngay bằng băng vô trùng. Nhân giống hươu, để phát triển số lượng đàn hươu thì có thể phối giống sau 2 tuổi, có thể cho hươu phối giống nhưng tốt nhất là từ 3-9 năm tuổi. Hươu cái động dục vào khoảng tháng 8, 9 và 10.
sinh sản vào tháng 3, 4 năm. Một con hươu được giống chỉ nên ghép đôi với 3 đến 4 con cái mỗi năm. Hươu mang thai trong khoảng thời gian 222 đến 225 ngày. Trong thời gian này, cần bổ sung thêm muối, vitamin, khoáng chất cho hươu này. Công tác vệ sinh, phòng bệnh và thu nhung hươu. Vệ sinh phòng bệnh cho hươu. Nuôi hươu quan trọng là phải vệ sinh chuồng trại, phải nuôi sạch sẽ và khô ráo. Vì vậy nên rải lớp chấu hoặc rơm rạ xuống nền chuồng. Định kỳ phải dùng thuốc sát trùng để khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Thường xuyên tắm rửa cho hươu, đặc biệt khi hươu nhỏ nên tiếp xúc, vuốt ve để hươu quen với người đỡ nhút nhát. Khi tắm xoa nhẹ bên ngoài cho hươu cảm thấy thư giãn. Tắm từ đầu ra thân sau rồi xuống chân. Mỗi lần tắm hươu khoảng 5 đến 10 phút. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của hươu. Chú ý xem hươu có dấu hiệu bất thường nào không, cũng như xem trên thân hươu có ký sinh trùng gì phải bắt, diệt ngay. Hươu là loại có thể chịu được nóng nhưng không thể chịu được lạnh. Do đó nên nuôi hươu tại miền Bắc, mùa đông cần phải che chắn kỹ chuồng trại tránh gió lùa. Nên thêm rơm rạ vào chuồng và cũng không nên dọn chuồng nhiều vào mùa đông vì còn giúp giữ ấm cho hươu. Cách cắt nhung hươu. Kỹ thuật cắt nhung hươu không khó nhưng cần người phải có sức khỏe, tính cẩn thận và sự nhanh nhẹn. Nếu bạn hỏi cắt nhung hươu có đau không thì câu trả lời là có. Vì thế khi thu hoạch nhung hươu cần phải có ít nhất 3 đến 4 người giữ chặt hươu mới có thể cưa nhung hươu được. Dụng cụ dùng để cưa nhung hươu là cưa sắt hoặc cưa gỗ. Không cắt sát đầu hươu mà để lại ít nhất 2 cm. Ngay sau khi cắt nhung xong cầm móng cho hươu, dùng gạc bịt kín vết cắt tránh nhiễm khuẩn. Mỗi năm hươu sao cho nhung một lần, cho nhung đến khoảng 16 đến 20 năm. Sau thời gian đó, hươu vẫn có thể cho nhung nhưng chất lượng kém đi. Những con hươu trẻ từ 2 đến 3 năm đầu cho nhung nặng từ 150 g đến 300 g. Sau đó tăng dần lên 500 g. Vào những năm tiếp theo, khi đến đủ 7 đến 8 tuổi trở đi, cho nhung ổn định với cân nặng khoảng 700 đến 800 g mỗi lần. Thậm chí những con khỏe mạnh có thể cho những cặp nhung nặng tới 1,5 kg mỗi lần. Ngoài nuôi hươu lấy nhung thì những sản phẩm khác từ hươu, hươu giống, thịt hươu, nuôi hươu, sữa hươu, cao hươu cũng vô cùng giá trị về mặt kinh tế. Với những kỹ thuật nuôi hươu sao lấy nhung như đã nói ở trên, hy vọng bà con đã có được kế hoạch nuôi hươu lấy nhung cho chính mình.